Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan vụ Vạn Thành Phát, bị can Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố tội tham ô tài sản. Bị can này bị xác định giúp sức Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB hàng nghìn tỷ đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bị can Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, đã thực hiện hành vi chấp sức đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định, cuối năm 2020 Dương Tấn Trước quen biết Trương Mỹ Lan, khoảng tháng 4 năm 2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, trao đổi thỏa thuận với trước về việc Lan bán dự án bất động sản Thanh Yến cho Dương Tấn Trước và công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Về việc thanh toán trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB, số tiền nhận là 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để Lan sử dụng và có trách nhiệm trả ngân hàng SCB. Bị căn trước, sau đó chỉ đạo nhân viên công ty Tường Việt liên hệ với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, nhân viên ngân hàng SCB, thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập công ty Thuận Yến và công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ngân hàng SCB ký thỏa thuận cho vay với công ty Thuận Tiến và công ty Khánh Minh. Số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỷ đồng. Sau khi giải ngân tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan. Tài sản bảo đảm cho hai khoản vay trên là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, gắn liền với 7.092 m2 đất thuộc dự án Thanh Yến. Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn giúp Trương Mỹ Lan xin tăng hệ số xây dựng của dự án Mũi Đèn Đỏ, cấp giấy phép xây dựng dự án Sài Gòn Bình An, SDI, Do đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung làm hồ sơ cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng, thực chất là rút tiền từ ngân hàng SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền này. Cũng theo tài liệu truy tố, Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên của mình phối hợp với nhân viên ngân hàng SCB đưa cho công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa công ty Việt Đức và các doanh nghiệp trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay. Khoản vay này, ngân hàng SCB đã giải ngân 18 lần, tổng số tiền là 1.498 tỷ đồng. Giám đốc công ty Tường Việt không ký thỏa thuận từng lần nhận nợ, không ký giấy nhận nợ, không ký ủy nhiệm chi, nhưng ngân hàng SCB vẫn giải ngân. Trong số tiền giải ngân 1.498 tỷ đồng cho công ty Tường Việt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỷ đồng. Do đó, Trương Mỹ Lan tiếp tục chỉ đạo Dung lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho trước bù vào số tiền làng đã sử dụng. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, ngân hàng SCB chi nhánh chợ lớn ký thỏa thuận cho công ty Việt Đức vay 248,5 tỷ đồng. Khoản vay đã được giải ngân nhưng hồ sơ khoản vay trên chưa có tờ trình tái thẩm định của phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp, tờ trình tổng giám đốc và nghị quyết của hội đồng quản trị. Thông qua hai khoản vay nói trên, các bị can đã rút ruột ngân hàng SCB số tiền là 1.746,5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định, bị can Dương Tấn Trước đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với Trương Mỹ Lan, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 655 tỷ đồng. Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan số tiền hơn 2.697 tỷ đồng, trong số này, trước đã đưa lại Trương Mỹ Lan 492,5 tỷ đồng thông qua Trương Huệ Vân, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, bị can Dương Tấn trước đã trả ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng và nộp khắc phục 52 tỷ đồng. Bị can trước cũng xin nộp lại số tiền 2.204 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan – Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 86 bị can. Trong số này, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo buộc, trong vòng 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB tiền được giải ngân để phục vụ cho hoạt động của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và mục đích cá nhân của bà Lan. Do phần lớn khoản vay được lập bằng hồ sơ khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý nên tình trạng mất khả năng thanh toán đã xảy ra. Tính đến tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ cả gốc và lãi mà SCB không có khả năng thu hồi đối với nhóm bà Trương Mỹ Lan là hơn 677.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các tài sản đủ điều kiện trích lập dự phòng rủi ro và tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng của SCB. Chịu trách nhiệm về số tiền trên, bà Lan bị truy tố về hai tội danh tương ứng với hai thời kỳ thực hiện hành vi phạm tội khác nhau. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Lan bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với số tiền thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, sau khi Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực, bà Lan bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh. Để rút ruột SCB, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn chỉ đạo lãnh đạo SCB liên hệ với các công ty thẩm định giá để thông đồng nâng tài sản lên nhiều lần, ghi ngày tháng phát hành các chứng thư theo yêu cầu của SCB nhằm hợp thức thủ tục vay vốn. Trong số các tài sản được bà Lan và đồng phạm sử dụng bảo đảm cho khoản vay, nhiều tài sản được xác định là chưa đủ điều kiện pháp lý. Đáng chú ý, khi cần rút các tài sản có giá trị để bán hoặc sử dụng cho mục đích khác, Bà Lan ngang nhiên chỉ đạo rút các tài sản này ra rồi thay thế bằng các tài sản khác có giá trị thấp hơn. Sau khi rút tiền từ SCB, bà Lan chỉ đạo nhân viên lập phương án thực hiện giải quỹ bằng cách lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống nhằm cắt đứt và che giấu dòng tiền, tránh cơ quan chức năng phát hiện xử lý, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, để che giấu hành vi phạm tội, bà Lan chỉ đạo các lãnh đạo SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB. Nhận tiền, các cá nhân có thẩm quyền đã bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB và báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Số tiền mà chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt và gây thiệt hại là lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án hình sự. Với hơn 498.000 tỷ đồng, liệu hậu quả này có thể khắc phục? Luật sư Hà Công Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc xác định hậu quả vụ án cũng như khắc phục hậu quả sẽ phụ thuộc vào bản án có hiệu lực pháp luật mà tòa tuyên. Trường hợp tòa án xác định bà Lan và đồng phạm có tội, gây thiệt hại cho SCB thì những người này phải có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng. Về câu hỏi liệu có thể khắc phục số tiền thiệt hại khổng lồ như cáo buộc của Viện Kiểm sát, vị luật sư cho hay điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng đó là việc kê biên tài sản và tự nguyện khắc phục hậu quả trong quá trình giải quyết vụ án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một số bị can liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã chủ động khắc phục nhiều tỷ đồng. Trong số này, bị can Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winger đã khắc phục hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Bị can Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn điều tra và truy tố, cơ quan tố tụng đã thu giữ của bà Trương Mỹ Lan cùng các bị can và pháp nhân có liên quan tổng số tiền hơn 645 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa 42 tài khoản của bà Lan, các bị can và cá nhân có liên quan với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và gần 8,5 triệu đô la Mỹ. Cơ quan điều tra còn kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kê biên 69 bất động sản liên quan đến các bị can khác và pháp nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên hơn 137 triệu cổ phần tại 5 công ty liên quan, kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và người liên quan.